Xin chào mừng toàn thể tất cả các bác đến với kênh YouTube của Hoàng Nam Audio. Ở clip trước thì em cũng đã quay ngoại thất của cặp SUV JBN RX 7 Series 718S. Thì sau đây em xin phép được mở nội thất ruột gan ra để quay chi tiết cận cảnh cho toàn thể các bác được chiêm ngưỡng về vẻ đẹp của cặp SUV này. Thì trước mắt toàn thể các bác đây em đã tháo cổ bát ra rồi. Thì nó sử dụng driver đó là 2268 HPL, là một trong những dòng SUV leo từ 70 côn 76. Chờ anh em nhé. Côn 76 và bát 50cm các bác nhé. Trong tình trạng đẹp xuất sắc, từ leo là một trong những dòng từ cao cấp được phát triển từ những cái dòng loa cao cấp của JBL, là một trong những dòng đời mới nhất hiện nay của JBL áp dụng công nghệ vào những chiếc loa cao cấp nhé. Thì em sẽ quay côn keo để các bác có thể nhìn thấy rõ hơn về vẻ đẹp chi tiết cũng như là nhện của chiếc SUV này. Rất là đẹp các bác nhá. Từ cái xương các bác có thể nhìn thấy cái độ sáng của xương, nó còn rất là long lanh. Tuyệt đẹp luôn các bác ạ. Còn đây là màng, em cũng đã quay ở bên ngoài về màng cho toàn thể các bác rồi. Chủ yếu là bây giờ là nội thất bên trong nó như thế nào, các bác có thể ở xa có thể nắm rõ hơn về chất lượng sản phẩm của bên Hoàng Nam Audio cung cấp. Số series nằm ở mãi bên trong các bác, như các bác nhìn thấy series màn bên trong rất là sâu. Toàn bộ là hàng được bên Hoàng Nam Audio tuyển chọn rất là đẹp, rất là kỹ lưỡng. Nè, JBN 65 và đây cũng là JBN 65, là chung một cặp luôn các bác nhé. Dùng 2268 HPL, bát 50. Từ cái xương này các bác nhìn này, độ sáng bóng cũng như là độ ánh của thép nhôm được thể hiện rất là rõ qua hình ảnh chi tiết của em quay. Số series các bác, bên trong rất là đẹp luôn. Độ màng này các bác nhìn, tôi nghĩ màng này trong một rất là mới, trong tình trạng mới 95% luôn các bác nhé. Các bác có thể nhìn thấy rõ này. Côn keo, keo sữa là một trong những dòng không thể thay thế và làm lại được. Nếu mà cái dòng keo sữa này đã là một trong những thương hiệu đặc trưng của thương hiệu JBL rồi. Thì đây là tuyến loa bát bên ngoài. Trong thư chờ anh em nhé, chuyến tàu cuối ngày. Thì sau đây là clip chi tiết về cặp 725. Các bác có nhu cầu thì hãy đăng ký kênh của Hoàng Nam Audio để em tháo ruột gan ra quay qua cũng như là giới thiệu cho toàn thể tâm chi tiết hơn về chiếc 725 đời USA này nhé. Và đây là nội thất ruột gan của 718S. Các bác thấy hay, thấy đẹp thì hãy cho Hoàng Nam Audio một like. Và mọi thông tin chi tiết các bác hãy liên hệ Hoàng Nam Audio qua số điện thoại 077-922-8891 để em có thể được gửi hình ảnh chi tiết nhất và tư vấn cho toàn thể tất cả các bác. Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều. Các bác bấm vào nút đăng ký kênh, bấm nút chuông để theo dõi những video clip mới nhất về những sản phẩm Hoàng Nam Audio cập nhật lên kênh nhé. Xin chào, thân ái, hẹn gặp lại toàn thể các bác ở phía sau ạ.